Rồi chạy bò Vinh Nguyễn, Mang Thách Vĩnh Long, xin chào cô chú chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay Diệu cái lô bò kem hết ý luôn, 8 con kem, 8 con bò kem nha, với một con bò mì đen. Cái này giá rất là mềm cô chú anh chị, nhớ rất là mềm cho cô chú anh chị luôn, 14 triệu một con nha, hết ý luôn. Bò này nằm thước mốt bò, bò kem nha, lưng thớt đỏ luôn. Bò này nằm 8 tháng rồi, 7-8 tháng tuổi nha, chân móng là khỏi lo nè, máu sò đứng đẹp nha, 14 triệu con. 2, 4, 6, 8, 11 con nha, lô này 11 con luôn, 14 triệu con, hết ý luôn. Em bắt cái lô bò, cô chú anh chị kêu kiếm 7-8 tháng mà gọn gọn tiền hôm nay có rồi, khoảng 18-19-20 không, lô này 10 con kia. Con kem nha, con bò bê, đây con bò bê 14 triệu, đây con bò bê. Ý luôn cô chú chị, 11 con nha, đồng giá 14 triệu. Rất là rẻ luôn, không có thể nào mà rẻ hơn được nữa. Giá cực mềm luôn, hấp dẫn luôn. 1m1 bò mà thì bò xương sóc lớn, đòn dài 7-8 tháng tuổi. Mười con kem, một con ba bê là 11 con, đồng giá là 14 triệu con. Sung chưa? Rồi mình quay lại một bận nữa cho cô chú anh chị xem tham khảo nha. Cái này một cỡ một à, mình muốn lựa con nào cũng được trơn. Kết bạn Zalo rồi mình quay kỹ từng con cho cô chú anh chị xem nha. Đây con thứ nhất, con kem thứ nhất nè, chân móng nè, đẹp nè. Con kem thứ hai, con kem thứ ba, con kem thứ ba này cỡ 1m14, con kem thứ năm, thứ bốn chứ, thứ tư, con này con kem thứ tư nè, kem thứ sáu, con này con 3B, con kem thứ bảy. Dây đít là ok, mặt mỏ là cổ thẳng gan, mặt đỏ mỏ đỏ luôn. Thứ 8 nè, lông. Thứ 9 nè, gửi rồi. Con thứ 9 nè, con thứ 10 là 10 con kem, một con ba bê nha cô chú anh chị, rất là lực luôn, 14 triệu con. Thôi, mẫu bò này đi đâu kiếm có, xương sóc lớn kìa, lực ở nó bắt được mấy cái mẫu bò này. Một mét mốt là có con trên nữa, dai đít xương sóc mặt mỏ này. Đi bò đi nè. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã tin tưởng và ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn suốt thời gian qua nha. Chúc cho cô chú anh chị mình chăn nuôi thuận lợi nha. Nay vừa 35 con ba bê, một giải một luôn, 35 con ba bê. Hàng VIP nha. Thôi mình quay cho cô chú. Cô chú anh chị đặt bò thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn ở Vĩnh Long nha. Mình nhận đặt hàng số lượng lớn nha, vài trăm con. Mình bắt bò thịt nhưng mà cặp này nó còn lớn chứ lắm. Để cho cô chú Nhi dỗ thêm bô 3-4 tháng nữa là tới thịt con ba bê con kem nha. Con ba bê này là 1m24, còn con đực kem này là 1m34 nha. Đực kem này dài đòn lắm, con đực kem này nó nằm khoảng 220 thịt nha. Bò này mình bắt là 220 thịt, thấy mần thịt đủ nè, còn lớn dữ lắm. Mình quay cho cô chú Nhi xem này, mình dỗ khoảng 4 tháng là tới thịt luôn á, dỗ khéo 3 tháng nó cũng được, rất là lực nha. Rồi con này là con ba bê, con ba bê này 170 thịt, đùi hết biết đùi. Ba bê sừng nha, cặp này mình dỗ 4 tháng là mọi người. Cặp này tiền thịt là 567 triệu nha.
Cặp này tiền thịt là 5-6-7 triệu. Nằm 370 bò. 370 thịt nha, mình bao rồi cho cô chú anh chị luôn. Nhưng mà bò này dỗ lên 200 lên 250, 260 bình thường nha. Con bò này lỗ dỗ lên 300 kg bình thường. Con bò kem lên 300 bình thường nha. Rất là lớn. Cặp này mình bán 68 triệu nha cô chú anh chị. Bò này mình bán 68 triệu cho cô chú anh chị, vì dỗ 3 tháng là mình bán lại. Nó còn hơi dẻo bò, nên dỗ đặt bò mần mới có thịt. Thì cô chú anh chị nào dưới thì mình liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long nha. Cặp đực này lớn nha, là 18-20 tháng. Này dỗ chừng 3-4 tháng là dữ lắm à. Dỗ khéo là 3.5 tháng là bán. Tới thịt luôn. Hôm nay có diện cặp đực cốm nữa. Cặp đực dẻo dẻo à. Bò này thiếu ăn nha, bò này giá mềm nha. Con đực vàng này là 1m15. Con đực trắng này là 1m12. Cặp này 25 triệu. Con vàng với con trắng thì 25 triệu hai đực. Còn luôn bên đây thì khách ta chốt rồi, chờ ngày mốt giao rồi hết chạy trong. Được con cặp được cốm nha. Cặp này tại vì chủ nhà thiếu ăn nha, cho ăn gom không mà. Đi công chuyện bỏ nhà cho ăn gom không. Cặp đó 25 triệu nha cặp địch. Hết hồn cặp này dỗ 4 tháng nữa. Mình dỗ 4 tháng nó lên 300 mộng rồi. Em này hết hồn em. Rồi cảm ơn cô chú chị đã tin tưởng và ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn suốt thời gian qua nha. Chúc cho cô chú anh chị mình chăn nuôi thuận lợi thành công nha. Nhưng giờ lỡ thì cũng nhiều lắm, cô chú anh chị thấy vừa ý cặp nào thì mình mua nha. Vì rất là đông rồi.